áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô chào các em. Bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau ôn luyện các dạng bài tập liên quan đến thể tích hình hộp chữ nhật. Chúng mình cùng nhớ lại kiến thức. Cho một hình hộp chữ nhật có chiều dài A, chiều rộng B và chiều cao C thì thể tích V của nó sẽ được tính bằng công thức A nhân B nhân C. Chúng mình cùng làm bài tập thứ nhất. Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là dài 2m, rộng 1,2m, cao 1,4m. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước? Biết 1 decimet khối bằng 1 lít. Ở đây chúng mình cùng quan sát đề bài. Đề bài này cho biết có một bể nước hình hộp chữ nhật, cho biết các số đo ở trong lòng bể như sau: chiều dài 2m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1,4m. Vậy là hình hộp chữ nhật này đã biết đầy đủ ba kích thước. Bài toán hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước và cho biết 1 decimet khối thì sẽ bằng 1 lít. Vậy là chúng ta sẽ phải đi tính xem thể tích của cái bể đó là bao nhiêu decimet khối. Từ đó ta sẽ trả lời được là bao nhiêu lít. Quan sát với các số liệu của đề bài thì chúng ta thấy kích thước của bể được cho dưới đơn vị đo là mét. Chiều dài 2m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1,4m. Thì ở đây có thể chúng ta sẽ tính thể tích của hình hộp chữ nhật là cái bể đó theo đơn vị của các số đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao là mét. Sau đó thì được thể tích là đơn vị mét khối, chúng ta sẽ đổi ra đơn vị decimet khối và từ đó suy ra lít. Và cách thứ hai là chúng ta đổi luôn các số đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó ra decimet để chúng ta tính luôn thể tích ra decimet khối và trả lời được câu hỏi luôn. Bài này cô sẽ đổi luôn. Bài giải như sau, cô sẽ đổi lần lượt 2m thì bằng 20 decimet, 1,2m thì sẽ bằng 12 decimet và 1,4m thì sẽ bằng 14 decimet. Và cô sẽ tính được bể nước chứa được số lít là ta sẽ đi tính thể tích của cái bể đó. Ta lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Ở đây cô lấy là 20 nhân với 12 rồi nhân với 14. Sau khi thực hiện dãy tính này thì cô nhận được kết quả là 3.360 đơn vị ở đây là decimet khối. Hay chính bằng 3.360 lít. Và chúng ta ghi đáp số 3.360 lít. Vậy chúng ta lưu ý rằng với đơn vị đo thể tích thì ta biết thêm được một điều rằng 1 decimet khối sẽ bằng 1 lít. Chúng ta cùng chuyển sang bài toán thứ hai. Một hình hộp chữ nhật có chiều cao là 6 decimet. Nếu tăng chiều cao thêm 2 decimet thì thể tích hình hộp đó tăng thêm là 96 decimet khối. Tìm thể tích của hộp. Ở đây bài toán cho biết một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật và có chiều cao của nó là 6 decimet. Bài toán cho biết thêm nếu tăng chiều cao lên 2 decimet thì phần thể tích tăng thêm sẽ là 96 decimet khối.
cô gạch sọc cái phần thể tích tăng thêm là 96 decimet khối. Tìm thể tích của cái hộp ban đầu. Bài toán này có hai cách giải. Cách thứ nhất, dựa vào điều đã biết, chúng ta quan sát phần thể tích tăng thêm. Thể tích tăng thêm nó là một hình hộp chữ nhật và có đáy bằng với đáy của cái hộp đã cho và chiều cao là 2 decimet. Biết thể tích của nó là 96 decimet khối thì chúng ta có thể tính được diện tích đáy của cái hộp đó bằng cách lấy 96 chia cho 2. Sau đó khi biết diện tích đáy của cái hộp và biết chiều cao thì chúng ta tính thể tích của cái hộp đó bằng cách lấy diện tích đáy nhân với chiều cao. Và chúng ta có câu trả lời. Tuy nhiên bài tập này cô cũng có một cách khác, cô xác định tỷ lệ. Ở đây chúng ta cùng quan sát. Bài toán này cho biết rằng đáy của hình hộp đó không thay đổi và thay đổi chiều cao. Chúng ta nhận xét rằng khi đáy của hình hộp không thay đổi thì chiều cao của nó tăng lên bao nhiêu lần thì thể tích của nó cũng được gấp bấy lên bấy nhiêu lần. Vậy là đại lượng chiều cao và đại lượng thể tích của cái hộp hình hộp chữ nhật là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Nếu chiều cao tăng lên bao nhiêu lần thì thể tích tương ứng sẽ tăng lên bấy nhiêu lần. Và do đó thì chúng ta có thể so sánh tỷ số giữa hai chiều cao. Ta so sánh xem 6 decimet gấp mấy lần 2 decimet. Sau đó thì chúng ta sẽ suy ra cái phần thể tích của hộp ban đầu là bao nhiêu dựa vào tỷ số đó. Và bài tập này cô chọn giải theo cách thứ hai. Cô tính 6 decimet gấp 2 decimet số lần là ta chỉ việc lấy 6 chia 2 bằng 3. Ba ở đây là 3 lần. Vậy là thể tích của cái hộp ban đầu nó sẽ gấp 3 lần thể tích của phần hộp tăng thêm khi chiều cao tăng thêm 2 decimet. Và ta trả lời câu hỏi thể tích cái hộp đó là ta lấy 96 nhân 3. Sau khi lấy 96 nhân 3 thì chúng ta được kết quả là 288. Đơn vị ở đây là decimet khối. Và cuối cùng chúng ta ghi đáp số 288 decimet khối. Sau đây chúng mình cùng chuyển sang bài toán thứ 3. Một bể cá hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là dài 2,5m, rộng 1,8m. Mức nước có trong bể cao 0,6m. Người ta thả vào bể một hòn đá làm non bộ thì mực nước trong bể cao 0,7m. Tính thể tích hòn đá ngập trong nước. Chúng ta cùng phân tích bài toán này. Bài toán này cho biết một bể cá hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể là dài 2,5m, rộng 1,8m và cho biết chiều cao mức nước có trong bể đang là 0,6m. Với ba số đo này, chúng ta hoàn toàn có thể tính được thể tích của nước ở trong bể lúc đầu. Sau đó người ta thả vào bể một hòn đá làm non bộ, tức là thả vào bể một cái hòn đá để làm vật trang trí cho bể cá. Và sau khi thả vào thì mức nước đã cao lên thành 0,7m. Bài toán hỏi thể tích hòn đá ngập trong nước là bao nhiêu? Chúng ta cùng suy nghĩ. Bài toán này chúng ta thấy có sự thay đổi. Khi ta thả hòn đá vào bể nước thì chiều cao của mực nước đã dâng lên. Như vậy, để tính được thể tích hòn đá ngập trong nước, chúng ta cũng sẽ có hai cách.
Cách thứ nhất, chúng ta sẽ tính lúc đầu thể tích của nước là bao nhiêu, với chiều dài 2,5, chiều rộng 1,8, chiều cao 0,6, nhân ba số đó lại với nhau chúng ta sẽ có kết quả. Sau đó chúng ta tính là thể tích của nước sau khi thả hòn đá vào là, bây giờ chúng ta sẽ dùng con số 2,5 là dài, nhân với rộng là 1,8 và nhân với chiều cao là 0,7. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm thể tích hòn đá bằng cách lấy thể tích nước lúc sau khi thả hòn đá trừ đi thể tích của nước trước khi thả hòn đá và sẽ ra thể tích của hòn đá. Tuy nhiên bài này cũng có cách giải thứ hai. Chúng ta cùng phân tích chiều dài và chiều rộng của cái bể là không thay đổi và chỉ có chiều cao của mực nước là thay đổi do khi ta thả hòn đá vào. Vậy ta sẽ tính xem chiều cao sẽ tăng lên bao nhiêu. Chiều cao mực nước sẽ tăng lên bao nhiêu thì phần thể tích nước tăng lên đó, có chiều cao tăng lên đó sẽ bằng thể tích của hòn đá thả vào trong nước. Vậy thì chúng ta sẽ tính như sau. Đầu tiên cô sẽ tính xem chiều cao mực nước đã tăng bao nhiêu. Chiều cao mực nước đã tăng thêm, cô lấy số 0,7 là sau khi thả hòn đá vào, trừ đi số 0,6 là lúc đầu và nhận được kết quả là 0,1 mét. Chiều cao mực nước đã tăng thêm là 0,1 mét. Vậy thể tích của hòn đá sẽ bằng thể tích phần nước tăng thêm, chính phần nước cao lên 0,1 mét. Ta tính như sau. Ta lấy chiều dài của bể là 2,5 nhân với chiều rộng của bể là 1,8 rồi nhân với chiều cao mực nước tăng thêm là 0,1. Thực hiện dãy tính này, chúng ta nhận được kết quả như sau. 2,5 nhân 1,8 thì được kết quả là 4,5. 4,5 nhân với 0,1 nhân với 0,1 có nghĩa là chia cho 10, cho nên lùi dấu phẩy của số 4,5 sang trái một chữ số, ta nhận được kết quả là 0,45. Đơn vị là mét khối. Và sau đó chúng mình ghi đáp số là 0,45 mét khối. Các em hãy thử tính theo cách thứ nhất xem có cùng đáp số với cách thứ hai của cô không. Sau đây chúng ta cùng chuyển sang bài toán thứ tư. Một bể làm bằng inox dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 1,2 mét, chiều rộng kém chiều dài 0,6 mét, diện tích xung quanh của bể là 6,72 mét vuông. Khi bể không có nước, người ta mở cho vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ được 561 lít nước. Hỏi sau mấy giờ thì lượng nước trong bể bằng 75% thể tích của bể. Chúng ta cùng phân tích bài toán. Bài toán này cho biết một cái bể dạng hình hộp chữ nhật và làm bằng inox, cho nên là kích thước ở bên ngoài và bên trong của bể là như nhau bởi vì độ dày của inox là không đáng kể. Đã biết chiều cao, biết chiều rộng kém chiều dài, biết diện tích xung quanh và biết thêm khi bể không có nước, người ta mở cho vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ thì được 561 lít nước. Bài toán hỏi rằng sau mấy giờ thì lượng nước trong bể bằng 75% thể tích của bể. Vậy để trả lời được câu hỏi của bài toán thì chúng ta phải tính được thể tích của bể. Sau đó chúng ta tính 0,75%. Sau đó chúng ta tính 75% thể tích của bể là bao nhiêu. Và biết 1 giờ thì chảy được 561 lít nước, ta sẽ trả lời được sau mấy giờ thì
lượng nước trong bể bằng 75% thể tích của bể. Vậy vấn đề của bài toán cần giải quyết là tìm thể tích của bể nước. Tìm thể tích của bể nước này biết chiều cao. Cần phải biết chiều dài và chiều rộng thì sẽ tính được thể tích của bể nước. Dựa vào yếu tố chiều rộng kém chiều dài 0,6m, vậy là hiệu của chiều rộng và chiều dài. Chiều dài và chiều rộng là 0,6m. Biết diện tích xung quanh. Chúng ta nhớ lại bài toán, khi ta biết diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật và chiều cao thì ta biết được chu vi đáy của nó. Chu vi đáy ta biết thì ta biết được nửa chu vi. Nửa chu vi đáy chính là chiều dài cộng với chiều rộng. Vậy là có thể biết được tổng của chiều dài và chiều rộng. Cùng với hiệu của chiều dài và chiều rộng đã được cho, chúng ta sẽ tính được chiều dài và chiều rộng của bể nước đó. Từ đó chúng ta sẽ tính được thể tích của bể nước và trả lời được câu hỏi. Bài tập này có thứ tự giải như sau. Đầu tiên, cô sẽ tính chu vi đáy bể. Ta lấy diện tích xung quanh chia cho chiều cao. Diện tích xung quanh ở đây là 6,72 chia cho chiều cao là 1,2. Bởi vì chúng ta nghĩ lại rằng diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thì bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Muốn tính chu vi đáy thì ta lấy diện tích xung quanh chia cho chiều cao. Thực hiện phép chia này chúng ta được kết quả là 5,6m. Sau đó chúng ta dễ dàng tính được nửa chu vi đáy. Nửa chu vi đáy là 5,6 chia cho 2. Kết quả là 2,8m. Vậy là tổng chiều dài và chiều rộng đã biết. Hiệu chiều dài và chiều rộng là 0,6. Ta tính chiều dài và chiều rộng như bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Chiều dài đáy bể là số lớn, ta lấy tổng là 2,8 cộng với hiệu là 0,6 rồi chia cho 2. Kết quả này chúng ta sẽ được là 1,7. 2,8 cộng 0,6 là 3,4. 3,4 chia 2 bằng 1,7. Đơn vị là mét. Chiều rộng, tính chiều rộng bằng cách lấy nửa chu vi trừ đi chiều dài là 2,8 trừ đi 1,7 bằng 1,1, đơn vị là mét. Chiều dài, chiều rộng biết rồi, chúng ta tính thể tích của bể. Lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Chiều dài là 1,7 nhân với chiều rộng là 1,1 nhân với chiều cao là 1,2. Thực hiện dãy tính này, chúng ta nhận được kết quả là 2,244. Đơn vị là mét khối. Chúng ta cần thêm một động tác nữa, đổi thể tích bể từ đơn vị mét khối sang đơn vị lít. Lít chính là decimet khối. Vậy một mét khối bằng 1.000 decimet khối. Muốn đổi từ đơn vị mét khối sang decimet khối, ta nhân với 1.000. Ta dịch chuyển dấu phẩy của số 2,244 sang phải 3 chữ số. Vậy ta được kết quả là 2.244 bằng 2.244. Đơn vị là decimet khối hay chính là lít. Bây giờ tính thêm một bước nữa, ta tính xem 75% thể tích của bể là bao nhiêu. Ta lấy thể tích của bể nhân với 75%. 75% ta có thể viết dưới dạng phân số là không, viết dưới dạng số thập phân là 0,75 hoặc dưới dạng phân số là 3/4. Nếu bạn nào tính toán với số thập phân thật là nhuần nhuyễn rồi, chúng ta nhân hai số thập phân. Còn ai chưa giỏi lắm thì chúng ta có thể tính ra nháp. Thay vì nhân với 0,75, ta nhân với phân số
3/4. Ta viết 75% thể tích của bệ là 2244 nhân với 0,75, và ta được kết quả là 1683 đơn vị là lít. Vậy là đã biết 75% thể tích của bể là 1683 lít. Biết 1 giờ thì vòi nước chảy được 561 lít. Hỏi, bài toán hỏi là sau bao nhiêu giờ thì vòi lượng nước trong bể bằng 75% thể tích của bể. Ta thực hiện phép chia, ta lấy 75% thể tích của bể là con số 1683 chia cho 1 giờ chảy được, tức là 561, và nhận được kết quả là 3, đơn vị là giờ. Sau đó chúng ta ghi đáp số 3 giờ. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài toán thứ 5. Một phiến đá hình hộp chữ nhật có chu vi đáy là 60 dm, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và chiều cao bằng 1/2 chiều dài. Phiến đá cân nặng 4.471,2 kg. Hỏi 1 dm khối đá đó cân nặng bao nhiêu kg? Chúng ta cùng phân tích đề bài. Đề bài này cho biết một phiến đá hình hộp chữ nhật có chu vi đáy là 60 dm. Chu vi đáy là 60 dm. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Chiều cao bằng 1/2 chiều dài. Phiến đá đó cân nặng là 4.471,2 kg. Bài toán hỏi 1 dm khối của phiến đá đó thì nặng bao nhiêu kg? Vậy để trả lời được câu hỏi 1 dm khối đá đó cân nặng bao nhiêu kg, khi mà ta đã biết phiến đá đó cân nặng là 4.471,2 kg, thì ta cần phải tính được thể tích của phiến đá đó. Vậy muốn tính được thể tích của phiến đá hình hộp chữ nhật, ta phải biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Chúng ta cùng quan sát xem bài toán đã cho biết những gì. Phiến đá có chu vi đáy là 60 dm, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và chiều cao bằng 1/2 chiều dài. Vậy là những điều đã biết này, chúng ta cần phải suy ra chiều dài là bao nhiêu, chiều rộng là bao nhiêu, thì sẽ suy ra được chiều cao, từ đó tính được thể tích của phiến đá và trả lời được câu hỏi. Ở đây ta đã biết chu vi đáy, ta lại biết chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Ta gặp lại từ rưỡi. Rưỡi ở đây có nghĩa là chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Vậy là tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng biết. Ta cần phải khai thác thêm một điều nữa để suy ra chiều dài và chiều rộng. Chu vi đáy là 60 dm, thì ta suy ra nửa chu vi. Nửa chu vi chính là tổng của chiều dài và chiều rộng. Tổng chiều dài chiều rộng biết tỉ số của chiều dài và chiều rộng là 3/2. Chúng ta tính được chiều dài và chiều rộng, từ đó suy ra được chiều cao, rồi tính được thể tích của hình hộp, của phiến đá hình hộp đó. Sau đó thì sẽ trả lời được câu hỏi. Vậy chúng ta giải như sau. Đầu tiên thì cô tính nửa chu vi đáy, chỉ cần lấy 60 chia 2 và bằng 30. Đơn vị ở đây là
decimet. Sau đó chúng ta tính chiều dài phiến đá. Chiều dài và chiều rộng sẽ tính dựa theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số. Chiều dài sẽ lấy tổng là 30, chia cho tổng số phần, ở đây gấp rưỡi chính là 3 phần 2. Tổng số phần là 3 cộng 2. Nhân với số phần tương ứng của chiều dài là 3. Thực hiện dãy tính này trong ngoặc trước, sau đó làm từ trái sang phải, chúng ta nhận được kết quả là 18. Ở trong ngoặc là 5, 30 trên 5 bằng 6, 6 x 3, 18. Đơn vị decimet. Sau khi đã biết được chiều dài, chúng ta suy ra chiều rộng bằng cách lấy nửa chu vi trừ đi chiều dài. Chiều rộng là 30 trừ đi 18 và kết quả là 12 decimet. Còn tính chiều cao nữa, chiều cao phiến đá là dựa vào đề bài cho biết chiều cao bằng 1 phần 2 chiều dài. Vậy tính chiều cao ta lấy chiều dài chia cho 2. Chiều dài là 18 chia cho 2 bằng 9, đơn vị decimet. Ba kích thước của phiến đá hình hộp chữ nhật đã biết, chúng ta tính thể tích của nó bằng cách lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Chiều dài là 18 nhân chiều rộng là 12 nhân với chiều cao là 9 và dãy tính này có kết quả là 1944. Đơn vị là decimet khối. Vậy ta đã biết phiến đá có thể tích là 1944 decimet khối, mà khối lượng của nó là 4471,2 kg. Muốn tính được 1 decimet khối của phiến đá cân nặng bao nhiêu kg, chúng ta làm tính chia, lấy số 4471,2 4471,2 chia cho thể tích của phiến đá là 1944. Thực hiện phép chia này, chúng ta nhận được kết quả là 2,3. Đơn vị là kg. Và chúng ta ghi đáp số 2,3 kg. Chúng ta cùng chuyển sang bài toán thứ 5. Một phiến đá hình hộp chữ nhật có chu vi đáy là 60 decimet, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và chiều cao bằng 1 phần 2 chiều dài. Phiến đá cân nặng 4471,2 kg. Hỏi 1 decimet khối đá đó cân nặng bao nhiêu kg? Chúng ta cùng phân tích. Khi biết cả phiến đá cân nặng, hỏi 1 decimet khối của phiến đá cân nặng bao nhiêu kg thì chúng ta cần phải tính được thể tích của phiến đá đó ra đơn vị decimet khối. Để tính được thể tích của phiến đá, chúng ta phải biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Ở đây cho biết chu vi đáy thì chúng ta suy ra nửa chu vi đáy. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng, rưỡi ở đây có nghĩa là 1,5 hay chính bằng 3 phần 2. Ta sẽ tính được chiều dài và chiều rộng dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ. Sau đó chúng ta sẽ tính chiều cao bằng 1/2 chiều dài. Và như vậy các kích thước của phiến đá chúng ta đều biết và chúng ta tính được thể tích của nó. Và cuối cùng chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi của bài toán. Vậy chúng ta cùng nhau làm lần lượt như sau. Đầu tiên cô tính nửa chu vi của phiến đá. Nửa chu vi đáy. Là ta lấy 60 chia cho 2
bằng 30 dm. Đây là tổng của chiều dài và chiều rộng của đáy của phiến đá. Biết chiều dài gấp rưỡi chiều rộng, rưỡi là 3/2. Chúng ta tính chiều dài đáy của phiến đá là chúng ta lấy tổng ở đây là 30, chia cho tổng số phần là 3 cộng với 2 và nhân với số phần tương ứng của chiều dài là 3. Chúng ta xem kết quả là bao nhiêu? Trong ngoặc là 5. 30 chia cho 5 bằng 6, 6 x 3 bằng 18 đơn vị dm. Sau đấy thì chúng ta suy ra chiều rộng. Chiều rộng đáy của phiến đá là muốn tính chiều rộng khi đã biết nửa chu vi và chiều dài, ta chỉ cần lấy nửa chu vi là 30 trừ đi 18 bằng 12, đơn vị là dm. Sau đó thì chúng ta tính chiều cao. Chiều cao của phiến đá là nó bằng một nửa của chiều dài, tức là ta lấy chiều dài chia cho 2, 18 chia cho 2 bằng 9 dm. Đến đây ta tính thể tích của phiến đá. Bởi vì nó là hình hộp chữ nhật, ta chỉ cần lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. 18 nhân với 12 rồi nhân với 9, kết quả là bằng 1944 dm khối. Biết cả phiến đá cân nặng là 4471,2 kg. Bây giờ tính 1 dm khối, ta thực hiện phép chia. Ta trả lời 1 dm khối của phiến đá cân nặng là 4471,2 2 chia cho 1944 bằng 2,3, đơn vị là kg. Sau đó thì chúng ta ghi đáp số 2,3 kg. Các em thân mến, vậy là buổi học ngày hôm nay, cô và các em đã cùng nhau ôn luyện các loại bài tập liên quan đến tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.